Rồi chào đây, hôm nay mình bán cái máy vệ sinh bằng hơi nóng đó nè, Electrolux, hàng của Italy nha. Nó về nó có một cái đầu nè. Đó, tay dồi zin này mình cắm vào đây. Cái này vệ sinh đấy, cái đầu này không vẫn xài bình thường nè, mình xịt đó, nó vệ sinh này. Cái này để chắc chặt kiến đó, kiến này chủ yếu vệ sinh dầu mỡ. Rồi cái máy nó đây, Electrolux, hàng bán tại thị trường Nhật, đang cắm điện nè, đèn đỏ đó. Mở như đèn sáng lên đây ngoài trời đó, đó nó phun hơi nước nha, điện 100V, mình để nằm nghiêng được không, muốn nó có báo lỗi vậy. Điện 100V, công suất 1200W, nhiệt độ là 204 độ C, nó phun ra vậy là nó diệt khuẩn được anh em. Này, cái đèn Italy ha. Không? Cũng lớn nha. Chiều dài là 3 tấc mấy nè, chiều cao 2 tấc mấy ha. Mình để cho anh em dễ hình dung. Em tháo này ra. Ha, bấm xây ra. Bấm này xuống xoay ra nhìn thấy à. Còn lúc ngang lúc vô thầm có người ta, mình đang cầm mình không có quay được em á, lúc vô xong mình xoay lại à. Bấm này xuống lấy ra, cái đầu này nó có cái bét luôn anh, vệ sinh được. Đó. Rồi mới là nó sẽ ra nước nhiều, sau đó nó sẽ ra hơi không. Cái này nó có tác dụng diệt khuẩn nữa nè, nó xịt bay luôn mấy cái rỉ ha. Nghe nó trô lắc của Italy đàng hoàng chứ không phải là China nè. Điện 100V nha. Hôm nay là mình bán chuyển khoản không bao, không bao tiếp anh em, mình bán sát giá nhất có thể cho anh em thôi. Cái này anh em giặt nón bảo hiểm, vệ sinh dầu mỡ phíp, rồi như là có người ta biết giặt niệm ta giặt nữa, nhưng mà chắc giặt hơi lâu, gối đồ anh em. Rồi mình ấy nó ra hơi nước, không ướt nhiều, cái mình để chút xíu nó khô liền à. Nè, nó thấy mình xịt nãy giờ là nó đâu có động nước nhiều đâu không nè, đó dính xíu xíu rồi. Xíu cái vừa nguội xuống cái bốc hơi hết. Mình xả ra cho đều hơi. À, xíu nó nguội cái là nó bay hơi hết. Công dụng của nó là diệt khuẩn anh em ha. Thấy không, nó bay rất là đậm hết rồi. Bây giờ nó vệ sinh đồ tương đối. Còn mới đẹp ha. Dây điện zin dài. Cái này chắc mình nghĩ sản xuất cũng lâu rồi, để có đát mình coi. Không có ghi 2001. Tại vì thường mấy cái đời cổ cổ nó mới của Ý đồ, sau này nó hay làm của Trung Quốc thôi nè.
cái đời gỗ cổ thì phú ý, nhưng mà cái điều đó ít xài mình biết rồi ha, đâu có xài nha, cho nên là nó còn rất là mới. Mình chăm nước ở đây nè, khi nào nó nguội rồi mình mới tháo ra. Tắt. À, mình xả hết thôi. Đó như này là để vô trong cái dĩa xịt diệt khuẩn hết, nó không có động hơi nhiều nữa. Nước nó đa số nó bốc hơi hết. Có lưng mít, với lại người ta hay vệ sinh đồ gỗ đó nè. Đó, nghe một số anh em nói là vệ sinh đồ gỗ. Hôm nay mua hai món nữa mà có cái cặp chơ nó lại hư, nó bùa mát yếu rồi, chưa mở ra. Mình tắt điện rồi đó là nó sẽ phun chút là nó hết hơi á. Phun đó nó thảy luôn, cái nó bay luôn cái đen á nè, cái dù đen đen đây phải không? Đó, mình thấy xịt bay luôn không? Đó. Cái nào bám sơ sơ là nó thảy bay liền á. Còn cái nào trầy như sâu quá này trầy luôn không được. Mình test sóng vậy là ok anh em, điện xài điện 100V nha. Những cái này nó có ngắt bằng rơ le điện tử thì anh em phải cắm qua biến thế mới được. Biến thế khoảng 1 kg, biến thế Nhật thì xài 1 kg trở lên, tại vì cái này nó nạp mấy phút rồi nó ngưng. À, mấy phút nó nóng rồi nó ngưng, chứ nó không có nạp liên tục. Thì nó 1.2 kg thì mình xài, không có thì mình xài tạm 1 kg cũng được, kéo một chút rồi nó ngưng. Còn anh em có 1.5 kg thì em xài mấy cái đồ này nó vô tư. Nó xịt qua vậy xong mình lau lại, nếu mà có khăn anh lau lại nó đẹp. Mấy cái chỗ dơ này vô mình xịt lại. Yeah, I know.